Bạch Thế Tôn có phải ngay trơn như Pháp giới Pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, Pháp định, Pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của nhĩ tĩ thể thân ý giới, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải lìa chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của nhi tĩ thể thân ý giới, có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải ngay chân như Pháp giới, Pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, Pháp định, Pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của sắc giới có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải lìa chân như Pháp giới, Pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, Pháp định, Pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của sắc giới, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải ngay trơn như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của thanh hương vị xúc pháp giới, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải lìa chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, của thanh hương vị xúc pháp giới, có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay chân như Pháp giới, Pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, Pháp định, Pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, của nhãn thức giới, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? không thiện hiện bạch thế tôn có phải lìa chân như pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly xanh pháp định pháp trụ thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghì của nhãn thức giới có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện